Võ Lâm truyền kỳ mũ bay, hoạt động hot, đoạt báu, mở rương đoạt báu, truy tìm bảo vật, cơ hội nhận hoàng lạc một phẩm hiếm cực kỳ giá trị, mảnh bí kíp thần, hợp phi phong, dị hành châu vẫy bụi và hoàng lạc một phẩm giá trị khác. Tham gia ngay!